Rồi đại diện cho Hội Cha Mẹ Học Sinh Trường Trung Học Trực Thái thì thông qua nắm bắt cùng với nhà trường và làm công tác cùng với nhà trường xây dựng và theo dõi học tập. Nhà trường thì có nội quy và có kỷ cương, thầy cô giáo và học sinh thực hiện và chấp hành tốt nội dung mà nhà trường đã đề ra. Trong công tác giảng dạy thì đội ngũ giáo viên của nhà trường thì tôi thấy rằng có tâm huyết với nghề nghiệp, và trong công tác giảng dạy thì đối với các thầy cô giáo đảm bảo với lại cái dạy và học, học sinh tiếp thu rất là tốt. Đối với học sinh thì chăm ngoan, học giỏi. Đối với học sinh trong những năm qua khá và giỏi thì là đạt rất là cao, thi giỏi cấp huyện và cấp tỉnh, số lượng rất là đông. Thế mà có năm vừa rồi có một cháu là đạt học sinh giỏi quốc gia, được tặng huy chương đồng. Thế còn nói về cái trách nhiệm của chúng tôi là hội phụ huynh thì cùng với nhà trường, ban giám hiệu xây dựng, tôn tạo, kiến thiết những phần mà nhà trường và từng lớp hư hỏng. Đối với việc sửa sang các lớp thì đến nay mà nói thì về đảm bảo ánh sáng cho học sinh ngồi học là đảm bảo. Cái nữa là về cái nước uống phục vụ cho học sinh hàng ngày là bây giờ là không phải đi mua. Chúng tôi đã vận động cha mẹ học sinh đóng góp vào để mua máy lọc nước để tạo điều kiện cho các cháu có nước sạch để các cháu uống hàng ngày. Về cái kiến thiết tái tạo lại khuôn viên sân trường thì đã được cha mẹ học sinh đồng thuận rất là cao, thì ủng hộ vào để xây dựng những cái bồn cây cảnh, cây trồng cây xanh để tạo điều kiện có bóng mát để cho các cháu lúc thể dục rồi là lúc chơi ngoài trời để đảm bảo như vậy. Kiến thiết tái tạo lại cái khuôn viên trong hội trường giao ban của nhà trường thì đã đảm bảo tốt. Trong những năm vừa qua thì đã sửa sang được rất là nhiều các cái công trình, như là công trình từng phòng học và khu để xe của các em học sinh và khu để xe của các thầy cô giáo, và khuôn viên ở phía nam sân trường tiếp tục xây dựng tượng đài. Nói chung là được cái đồng thuận của cha mẹ học sinh rất là cao, thì chúng tôi là thay mặt cho cha mẹ học sinh tức là giám sát được cái công trình, từng công trình làm xong thì có báo cáo lại với lại cha mẹ học sinh. Thì trong những năm qua thì chúng tôi đã làm được cái việc như vậy, thì tóm lại là những công việc nằm của nhà trường và đối với cha mẹ ủng hộ rất là cao và nhiệt tình đóng góp. Cũng có phụ huynh như vậy là ngoài cái việc đóng góp ủng hộ của từng học sinh ra thì còn ủng hộ thêm mấy trăm hoặc là mấy triệu, thì cái đó thì là cũng có để tạo điều kiện cho nhà trường có cái khuôn viên nó xanh sạch đẹp. Thì đối với nhà trường trong những năm qua là thường là đạt cái top đầu của huyện trong công tác giảng dạy và học, làm cái công tác hội trưởng của cha mẹ học sinh. Thì có một số ý kiến như vậy, xin hết.